Thưa quý vị, trong những ngày qua, tại ngõ nhỏ phố Hàng Bún, một Hà Nội của 40-50 năm trước, với những hình ảnh thân thương và cảm động bỗng xuất hiện trong triển lãm Hà Nội 1967-1975 của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Bilhart. Triển lãm do Viện Goethe, Camera Works, Nhã Nam và Manji đồng tổ chức như một món quà quý cho người Hà Nội và những ai thương quý thành phố đặc biệt này. 130 bức ảnh đen trắng và màu được nhiếp ảnh gia Thomas Bilhart chụp trong 6 chuyến đi tới Việt Nam của ông, mang tới cho người xem một Hà Nội với những giây phút đời thường của vòng thời gian 1967 đến năm 1975 một cách chân thực, giản dị và đầy cảm xúc. Hà Nội 1967 đến năm 1975 qua ống kính của Thomas là niềm vui đón đứa trẻ chào đời trong thời chiến, là những hầm trú bom chằng chịt trên hè phố, là những phố xá vắng bóng người, là những gương mặt trẻ thơ trong sáng, là những niềm vui và nỗi buồn nhỏ bé của người dân Hà Nội một thời. Triển lãm còn kéo dài đến ngày 15 tháng 11 tại hai không gian triển lãm 14 Phan Huy Ích và số 2 ngõ Hàng Bún.